Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cán bộ tỉnh Yên Bái bị thiệt mạng tại phòng làm việc. Trước cuộc họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức tại hội trường tỉnh ủy, ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã bất ngờ rút vũ khí mang theo trong người, nã đạn thẳng vào người ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, khiến hai người này trọng thương. Ngay sau đó, ông Đỗ Cường Minh đã dùng vũ khí để quyên sinh. Ông Minh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trong tình trạng nguy kịch. Ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Yên Bái. Đến 11 giờ 30 phút, tin từ Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương cho biết ông Cường và Tuấn đều đã thiệt mạng do vết thương quá nặng. Ông Phạm Duy Cường, sinh năm 1958, được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Yên Bái ngày 26 tháng 2 năm 2015 tại hội nghị lần thứ 25 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Ông Ngô Ngọc Tuấn, sinh năm 1964, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tại phiên họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 30 tháng 6. Ông Đỗ Cường Minh, sinh năm 1963, từng giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng ngày 1 tháng 4 năm 2014. Đỗ Cường Minh là hung thủ duy nhất. Sau hơn 4 tháng điều tra, chiều 26 tháng 12, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp báo cho biết kết quả điều tra vụ án lấy mạng người xảy ra tại trụ sở tỉnh ủy Yên Bái. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8 năm 2016, Công an tỉnh Yên Bái nhận được tin báo ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, bị nã đạn tại phòng làm việc. Bên cạnh đó có ông Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh, nằm gục. Trong khi đang cấp cứu ông Tuấn, ông Minh, Công an tiếp tục nhận được tin báo ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy, cũng bị nã đạn tại phòng làm việc. Do vết thương quá nặng, cả ba người đã thiệt mạng chiều cùng ngày. Công an tỉnh Yên Bái xác định khoảng 6 giờ 30 ngày 18 tháng 8 năm 2016, ông Minh điều khiển ô tô chở vợ là Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đến cơ quan làm việc. Sau đó ông Minh điều khiển xe đến văn phòng tỉnh ủy, đi bộ lên phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường ở tầng 2. Thấy ông Cường đến phòng làm việc, Minh vào theo và dùng vũ khí loại ngắn, nã 4 phát đạn vào người ông Cường. Sau đó Minh xách cặp đi xuống ô tô và đi đến đỗ tại sân ban tổ chức tỉnh ủy, rồi tiếp tục đi bộ lên phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, cách phòng làm việc của ông Cường khoảng 150m. Khi đến gần cửa phòng ông Tuấn, Minh gặp lái xe của ông Tuấn và được thông báo đứng chờ vì đang có khách. Khoảng 3 phút sau, đoàn khách ra, Minh đi vào phòng ông Tuấn và khép cửa lại, rồi tiếp tục nã 3 phát đạn vào người ông Tuấn, sau đó tự nã 1 phát vào đầu mình quyên sinh. Giám đốc Công an tỉnh Đặng Trần Chiêu cho hay, do nghi phạm Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và hai nạn nhân Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy, Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã mất nên không khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên tối cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái xác nhận đơn vị vẫn quyết định khởi tố vụ án để điều tra việc Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân bị nã đạn thiệt mạng tại nơi làm việc. Theo luật sư Nguyễn Minh Long, đây là án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên việc khởi tố vụ án là có căn cứ. Tuy nhiên, vụ án đã xác định được nghi phạm và người này đã mất, nên theo luật tố tụng hình sự, sau khi điều tra ra nguyên nhân gây án, nhà chức trách sẽ phải đình chỉ vụ án. Luật sư Vũ Tiến Vinh cho hay, nếu nghi can là người duy nhất mà đã mất thì không khởi tố vụ án, trường hợp phát hiện người liên quan thì vẫn tiếp tục điều tra. Loại trừ mâu thuẫn làm ăn ghen tuông. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã làm việc với Chi cục Kiểm lâm và gia đình Đỗ Cường Minh, nhưng không ai biết về mâu thuẫn, động cơ gây án của Minh là gì. Bản thân ông Minh không vay nợ cơ quan, các thành viên trong gia đình. Theo cơ quan công an,
Thời gian tháng 4 và tháng 7 năm 2015, ông Phạm Duy Cường nhận được hai lá đơn nạc danh tố cáo tham nhũng tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh, có giao cho Công an tỉnh Yên Bái xác minh. Công an Yên Bái đã tổ chức xác minh đến ngày 10 tháng 8 năm 2016 có kết quả như sau. Quá trình thực hiện dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tại Yên Bái, Ban Quản lý Dự án và Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn đã để xảy ra một số sai phạm, song chưa phát hiện dấu hiệu tư lợi cá nhân. Cơ quan chức năng xác định trách nhiệm của ông Minh là người quản lý điều hành chung hoạt động của dự án, trong quá trình thanh quyết toán đã trực tiếp ký duyệt vào các chứng từ chi ngoài quy định. Bất mãn vì sắp xếp nhân sự. Thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giảm biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh Yên Bái đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng đề án, trong đó có nội dung sát nhập Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm. Cuối tháng 7 năm 2016, ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã làm việc với ông Ngô Ngọc Tuấn, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy để bàn về cơ cấu nhân sự. Trong buổi làm việc, ông Ngô Ngọc Tuấn cho ý kiến là tổ chức bỏ phiếu thăm dò chức danh Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho ông Kiều Tư Giang, Chi cục trưởng Lâm nghiệp. Đến sáng ngày 26 tháng 7, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã họp lấy ý kiến giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Kiểm lâm. Tuy nhiên, trước khi cuộc họp diễn ra, ông Tuấn đã điện thoại chỉ đạo tiến hành bỏ phiếu thăm dò chức danh Chi cục trưởng Kiểm lâm đối với cả ông Kiều Tư Giang và Đỗ Cường Minh. Kết quả cuộc bỏ phiếu không được công bố mà niêm phong lại và được ông Phạm Tiến Hưng, trưởng phòng tổ chức cán bộ, ban tổ chức tỉnh ủy mang về bàn. Sau đó, ông Ngô Ngọc Tuấn điện thoại cho ông Trần Thế Hùng đến phòng làm việc và nói trong thời gian tới, tạm thời sẽ đưa ông Mai Mộng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm chức danh Chi cục trưởng Kiểm lâm và giao sở này làm quy trình để ông Tuấn kiêm chức danh trên, tất cả chỉ đạo là trao đổi miệng. Tiếp đến ngày 7 tháng 8 năm 2016, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã họp ra quyết định và làm tờ trình báo cáo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định ông Tuấn kiêm chức danh Chi cục trưởng Kiểm lâm, còn ông Kiều Tư Giang, Đỗ Cường Minh, Nguyễn Đức Thiện, Đào Đình Khoa giữ chức Phó Chi cục trưởng. Đáng chú ý, quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm việc với bà Nguyễn Thị Thu Hà, vợ ông Đỗ Cường Minh. Bà Hà cho biết trong cuộc sống gia đình giữa bà Hà và ông Minh không xảy ra mâu thuẫn, rất hạnh phúc. Trước ngày Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn họp lấy ý kiến về việc giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm chức vụ Chi cục trưởng Kiểm lâm vài hôm, ông Minh có nói với bà Hà là đã lên gặp ông Phạm Duy Cường để đề đạt nguyện vọng muốn làm việc ổn định tại Chi cục Kiểm lâm. Ông Cường nói với ông Minh thích làm ở đâu ổn định thì cứ ở đấy. Hôm trước khi xảy ra vụ án, 17 tháng 8, Minh vẫn đi làm bình thường, nhưng buổi tối thì thấy buồn và trằn trọc khó ngủ. Đến sáng, ông Minh dậy dọn dẹp nhà, sau đó hai vợ chồng ăn sáng tại nhà. Đến khoảng 6 giờ 30, ông Minh lái ô tô đưa bà Hà đi làm. Đồng thời, bà Hà cũng cho biết ông Minh không làm ăn kinh tế gì với ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn. Theo công bố của cơ quan điều tra, động cơ gây án của Đỗ Cường Minh không có yếu tố chính trị, không có mâu thuẫn trong làm ăn kinh tế hay tình ái. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái nhận định do bất mãn, bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sát nhập Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, dẫn đến Đỗ Cường Minh đã dùng vũ khí hạ gục ông Cường và ông Tuấn. Do thủ phạm gây án là Đỗ Cường Minh đã mất, với kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái kết luận Đỗ Cường Minh là thủ phạm duy nhất. Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.